Hello và à, xin chào tất cả người đến với kênh của mình là mình đây. Thế là cây, tôi đi gì xét tát đúng không? Tôi vừa bấm mình xét tát xong nó đấm cái đùng cái tôi chết luôn đúng không? Hôm nay tôi đứng là chơi trái quỷ, tôi đang sờ tát kiếm, đứng chơi trái quỷ để tôi uh, làm tí kình tên đúng không? ạ? Có gai đấm cái đùng cái tôi chết luôn rồi. Đâu? Thằng năm m hai, mày đâu? Alexander mày đâu? vô cậu im. Trời má quên bật wifi nữa chứ. Trời má đang reset tách ra đấm cái đùng đó tôi chết luôn á mà mày ra đây, ừ mày ra đây. Ở đây mà gặp tao. Ở đây mà gặp tao nè, ra đây mà gặp tao nè. O làm Ủa sao đừng thấy nó bay hay gì vậy? không? Nó bay hay gì vậy? Bay đúng không em? Hết ba ơi Trời ơi Alexander Ông ấy mình hắt mình hắt mình am thôi đồ <laughs> Alexander Alexander Để mấy cái gì nãy cầm <laughs> Alexander chơi game Mấy cái gì hồi nãy cầm cái kiếm quýnh nó rồi đúng không Rồi má chưa gì tay le mất tiêu nữa rồi kìa ba ơi cái tao tay le đâu rồi Hả Đây Trời ơi nhích đầu chưa Không là nó đứng đó đã bắn chúng tôi đúng không Không tin không Ok hello mình, tất cả người đến với kênh mình mình là Vin đây. mình đã bị Alexander giết kìa đúng không? Alexander bay luôn đúng không? Bay lướt rồi cái thứ trời cây vậy. Ok hôm nay chúng ta sẽ uh, chơi Chát uh, quỷ đi một tí và tôi sẽ quay về cháy dôi để chơi. Lâu quá thì chúng ta không chơi cháy dôi đúng không? Hồi nãy tôi đang gì set start tự nhiên cái ông biết đâu làm cái đùng cái cái tôi chết đúng không? Tôi cây quá tôi gà tôi đấm nó thì tôi thấy nó bay nó nhảy nó lướt không? Mấy ông thấy rồi đấy trước mặt mấy ông đấy. Hàng gì mấy ông bây giờ mấy ông bỏ lớp food nhiều phải quá trời quá đất luôn Alexander Alexander Gamin đúng không? Alexander Gamin Rõi <laughs> thì chứ ok hôm nay chúng ta sẽ chơi cháy voi đi săn boy nha đúng không Đâu quá rồi không không chơi cháy voi đúng không hôm nay, hôm nay tôi muốn chơi cháy voi Kẻ em sẽ đầu tiên mong là vào này không có mấy anh Alexander Cái dầu skill nó làm sao tôi quên mất luôn rồi đấy Để tôi test lại cái Chỗ này là phóng nè, chỗ này là ủi nè, chỗ này là ủi luôn rồi đa số mấy chiêu của trái voi là ủi ủi lại thôi phải không? Ok, cũng khá là dễ nhớ vậy không? Rồi, bây giờ bắt đầu đi săn ơi. Trời má anh Alexander lụm tôi hai mẹ quá, anh lụm tôi mạng đầu. Tôi đang gì set start. Anh bắn tôi cái đùng tôi chết luôn. Cái tôi mới nghĩ là ờ bé cho mình đang set start thôi. Là tôi lao ra tôi đấm anh tiếp. Ừ. thì ra là mẹ anh không phải là anh bắn cái đùng mình chết luôn là anh anh xài uh, mấy mấy cái gì đó thì tôi mong nhìn mong cũng biết rồi phải chi mà nó dùng cái uh, am thôi đấy nha thì tôi vẫn giết được nó thật sự mà giờ nó quýnh nó xong nó bay lên trời nó bay nó lướt không rồi đúng không có tu được nó đâu đúng không nó lướt không à lướt nó chạy nó bay cái thứ cái thứ không mà chịu ơi tân tiến quá không Ê. Okay. cái dâu vậy người tôi là anh minh dâu đi thế mà khó gì ta thôi đi tôi đi kiếm nào có quýnh lộn mà tôi, tôi vô tôi quýnh luôn nhỉ không ok Ok, tôi đã nghe được tiếng đánh nhau rồi Làm tiếng cho tôi đi Làm tiếng cho tôi đi Hả? Ý Ý Ý Hả? Ồ, ghê, ghê, rồi Rồi Mày đâu? Mày ra đây Mày ra đây, mày chơi đây chơi Mày chơi với mình dồi Không sao không sao hết cái dồi trâu lắm Mày chơi với mình dồi không Hả 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 mày chơi với mình dồi Mình mình dồi Mày chơi với mình dồi Mày mày hả mày, mày dám chống với mình dồi hả Đâu rồi nó đâu rồi À nó 24 không nó 24 không Hóa mình hóa Ờ mày hóa tao hóa Trời ơi Giỡn mặt ghiền mình dồi không Ý Ý Ý Giỡn mặt, giỡn mặt ghiền mình dồi Mày giỡn mặt ghiền mình dồi, mày giỡn mặt ghiền mình dồi Mày giỡn mặt ghiền mình dồi Ha ha Mochi à Tên giống anh, anh Alexander nãy gì ta

À. Ta hãy xuất gen hồ. Nha, y a. Y e e e e e. Ơ sao bị chậm vậy? Vẫn nghe nghèo, mình muốn nghe được. Nha, y a nữa, y e tụi mày nữa. Y e tụi mày nữa. sa sà. Hí. Khà, giờ đâu hết đâu hết đâu. Ờ phải đây mình giết được người đúng không? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn à, dạ. ui 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 Thôi từ từ, từ từ, tha anh mình dội cái được không? Theo á Ui What's à, xa Không chết, không chết À, anh bị dội chạy Ui Ui đó mày với mình lại mẹ cây okay, quá không sao không sao mình chơi trái voi mình phải chấp nhận thôi nha đúng không cái rồi nó nó chỉ được như thế thôi đúng không ta mình ít tụt rồi đúng không ai da ai da ai da ai da ai da ai da ai da, ai anh minh dậu anh minh dậu cái gì khó là con minh dậu là trời ơi, không hóa được v bốn là cút á tụi nó hóa v bốn hết rồi đúng không luôn á được luôn. Hí. Có phá được không? Gán làm gán luôn. Cứ bình tĩnh nha, đúng không? Mình. Nó nó nó, nó là nó là đóng băng luôn rồi, mình mình cứ bình tĩnh. Nói rồi đó. Nói rồi đó. Nói rồi đó. Ủa cái này cái này nó ứng dụng được hả? Gi vậy? nữa hả à, muốn làm anh pin voi mà uống đồ xíu gớt mẹ đây hoài à pin voi lên với vậy rồi thôi vậy này đi chậm với gì ta Hỡi, hỡi ôi thôi mẹ ăn mẹ đi đừng ăn mạng của của tôi mà mất chiêu luôn cái mạng cái mạng cay thiệt chứ thôi mẹ ê đánh không chết rồi đánh hôm nay tôi bị xui quá mà đánh rồi đúng tí máu không à đi chậm quá thôi hey ok ok với đi còn ok sao đi chậm quá vậy ta? Tại à, do nãy tôi chơi ạt tộc thỏ cái giờ tôi chơi ạt rồi cái nó đi chậm ta Mình chơi trái do thì mình phải chấp nhận nha đúng không? Tại trái do nó đâu có đam nhiều đâu. Nổ! Cái con voi ngu, con voi quá ngu đúng không à? Biến ba lần rớt mẹ ba lần. Đứng đây, đứng đây cho tao giọng lên đây, tao lên à. Ủa. Đúng không? Tôi bị rất ăn rồi. À. Buồn ghê luôn á. Cứ đánh thằng nào yếu rồi bị két hết luôn. Mệt mỏi thiệt. Mệt mỏi lắm mới chứ đúng không? Con nè. Tôi muốn ăn thằng này chạy chậm quá ôi ăn này này cũng được ôi kìa hay vậy? Đánh đi không ăn được ai hết ăn ăn được rồi hôm nay tôi bị xui hay sao ấy đánh còn tí máu lần khác nó ăn giùm luôn. ok mà tôi dọn vừa đổi server vờ server đó nó cứ bị làm sao ấy mà nên là tôi quyết định là tôi đổi server. vờ đi cô. ui ăn được mẹ nè Sao thì bảo tôi cứ cảm giác con vật thú đi chậm quá rồi đó là tôi đổi xe vào đúng không? Chết con này bạn. Kìa. Đúng rồi, Trời giết tôi già đúng không? Gà lắm rồi, nhưng mà không sao. Vẫn đi săn được là ok đúng không? Ý. Ghê vậy. Ghê vậy. Hây. Hây, trời cái đèn nó ngắn quá bum 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 Trời, bum 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 kìa Định 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 định, bum bum Bạn có mình cũng có vậy Nè bum bum Trọng, ui bum già già Rồi 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 Ít cô tụi mày luôn đó chứ tụi mày nháo nháo à. Ờ sao bà này chơi nó hồi ờ, chắc cho hồi nãy server bà binh nó hơi cao đúng không ơi Sao bà này binh nó mượt nè Ok hơn nè Để binh nó cứ bị ảo ảo sao <laughs> đúng, không? đúng không đúng không Mấy em ra đây tôi disco mấy không Hồi nãy xe ra đéo sao guitar mấy không không hiểu không Nó sẽ sao sao guitar mình Để nó đấm hường mình đúng không Đó đó nó chuẩn bị nó sẽ sao người ta để đấm thường mình đúng không ạ nhưng mà nó sẽ bật sao mình không biết tại sao không vì nó vừa mình bật sao hơn thì mình sẽ ok hơn nó không hèm sao người ta đúng không ạ mày phải bật khu mình lên mày ra đây mày sao ghi ta tao thì mày may ra chứ mày nè disco cô nè rồi nổ ra, bum bum à cái chiêu về phế mày đây <laughs> đánh giá là cái cái chiêu về của cái này nó bị phế vậy đúng không Hey, Cái hey. này tắt BB hết rồi. Ok, mình sẽ đổi server nha đúng không? Nãy giờ tôi vẫn chưa lộ OT nha đúng không? Hồi nãy mà ông xem là ông thấy là tôi 11 18 ấy, là tại vì tôi bị thằng hắc nó nó kêu ấy bây giờ mình 11 11 19 thì mình vẫn không có lỗ nha đúng không? Em này tắt BB. Ơ, à, về uh, vẫn đổi server tiếp hơn đúng không? Tăng chưa đã đúng không ạ? Thì bà nãy lắc quá, săn cây ghê luôn á Đánh gần chết xong bị két không luôn Hôm nay tôi bị xui Thật sự hôm nay bị bị xui Đánh nó phải chi ki, kiểu còn chấm máu luôn đó gì Không thấy cây máu đâu luôn mà nó vẫn không chết nữa Sao mình bị người ta ăn hết Cây U Nhưng mà tao mới là Disco real Mày là Disco fake từng à, à, à... tôi ăn mạng đúng không nó bị xui quá bị xui là tôi gà đó Á à, nó chưa ăn bị nó chưa ăn mạng đúng quá vậy đó, ê ê giọng 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 có kiệm hôm nay, giọng hụp không nhỉ? tôi không bán. trời ơi pin gà đít cô đít cô đít cô trưởng trời ơi ngon lành ngon lành ngon lành ngon lành anh ra hình quá hình quá tôi sẽ không hóa v bốn này đúng không không biết tại sao không, không biết tại sao tôi không hóa v bốn không tại vì tôi muốn Disco! cô tưng Đừng... Đừng... giờ tôi mới hóa không tôi muốn cho tôi mấy ông nó thấy là disco có thể làm chậm nữa bum 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 ông khùng á ông khùng á tôi có cái gu trên người tôi đó đít nè phải nói là tôi nên về sau guitar nha đúng không nên ít sau guitar mà tôi già đúng không ạ là thôi không thông cảm gì đâu ốc tôi bữa giờ kiểu tôi rút ngủ nhiều ấy là đó tôi nó không còn được nhảy nữa tôi vẫn disco được bùm 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 thì già điên Rồi tôi bắn ở đây nè Hứ <laughs> <Đít> con nè <cười> <cười> ha, ha. Sao mà ra ngoài được Tôi đít cô quá thì sao mà nó, nó nó chảy lên được đúng không <laughs> Vậy thì bắt ra bắt vô bò tồ hả Bắt ra bắt vô bò tồ hả Bắt ra bắt vô bò tồ của chúng tôi hả <laughs> Đây có vật video không? Con này mới quá vậy Cô bây giờ không biết đâu Ê, hên quá Tưng 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 Trời ơi, dính cái chiêu ít đó luôn Hết cơm nè 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 Tít cô xà Ơ Tít cô Không kém được Ôi, kè né rồi đúng không hên Rồi, đi rồi. Tico solo. Con lành. Mình phải biết dụ cái địch đúng không ạ? Thế bọn nãy nó hơi giật giật quá, nên là đánh nó không có được mượt, thế bọn này nó mượt. Là đánh nó ok hơn. Điều mình hai mời kìa. Điều mình hai mời là chắc chắn lời đó không? Ừ, mình chắc chắn mình lời đó. Nữa hả? Tico solo này. Có lộn đúng không vậy?

Tật Tật Tít con này. Rồi Còn sao lé Còn sao lé hiệu quả disco rồi nữa Tươi <laughs> khuyên ông nên khi lên hóa bốn ông nên nhảy lên một nhịp Nhảy một nhịp để cho nó ok Chứ mà ông đứng ở dưới mà ông hóa dễ dễ cút nên nhảy lên một kiểu nhảy lên một dịp nè rồi hóa thì nó sẽ Ta sẽ khó đánh mấy ông hơn Đây là kinh nghiệm thôi không mà mong muốn kiểu an toàn mong đứng dưới đất mong hóa thì nó vẫn được Trên c ba này đó. có lộn hay không mới chứ hết máu gì ta này nhảy nước gớt hết máu nè còn này có bật bb nè cách gì á giả bộ dụ dụ nó không giả bộ vô rồi bum 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 ấy da à. à, cái chiêu v này khó chúng quá để tôi dụ dụ nó biết cô nè ơ à, mất biết cô rồi. không sao mất biết cô thì còn âm nhạc tưng 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 kiếm cái rồi và mong đang chờ điều gì ạ à? Mình còn chờ điều gì nữa à? Một cái disco. Nha, yeah, 24 hả? Nhưng mà đây là cô chip. Tám. Tôi chạy đâu vậy? Chạy với ai ngược lại ba. Trời má ông này chơi. Cô nè, rớt nước nè. Chiếm cho con cái nè. Đây 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 đây. chim chip xâm xét. XA chạy không nhỉ tôi đang không muốn giết ông, tôi đang muốn cứu chết thấm xét ổng hơn đúng không tại vì ông này như ông ba ba rồi sao ba ba gì mà trời mà không chạy ok đi xe vợ đi không trời đứa coi có ai muốn không nếu không coi thôi mình ốp vậy không trời game không biết không không thấy rồi đấy hắt quá trời hắt ui lắm mờ à. rồi đây em buồn rồi pha nữa này Lấy bò tổ ra chơi không nhỉ? Lấy bò tổ ra chơi nhá Bò tổ nhưng điểm food nha đúng không? Đồ máy gặp một kích nghe nữa cầm cái này dí được nó không ta? Tôi không chém vô gu, tại vì vô gu tôi... tôi không có đam tôi không chém chi cho nó phí đúng không? Ây, phí rồi. Cái này là phí ấy Này phải hóa V4 mới có đàm, Yugu nghe đúng không? Cái này chắc chắn mình phải hóa V4 rồi đúng không? Mình đâu có đàm đâu Ê, sao lại quýnh đào vậy? Đào á, đào á Anh quýnh em lại Anh lại em đào á Sao quýnh nó không mất máu vậy? Tôi biết mà mấy không? tôi biết cái nhịp của tôi nói mấy ông Tụi nó sẽ kiểu ờ uh, dí, dí người mấy ông ấy Mày cái đi Tôi biết nó cũng lên rồi tôi lên Trời ơi, hết ít rồi, tôi tưởng tao tôi còn ít yeah, rồi, canh tem nó không được chuẩn Sa so. Hả Hết vâng vân Được á Easy y easy đó, mày thấy tao ngầu không <laughs> Giỡn rồi không Thôi à, canh cái gì? Rồi cái ai này cũng ok chứ Thôi chắc là clip mình cũng tới đây nhé mong chúc mừng mình mới về tụi hẹp lại chứ mấy bạn không Bye Mày gọi đi cao biết rồi gà Mày <laughs> Mấy hằng 30 m tao cũng y gì mà <laughs> Ủa tôi kêu nhiều hằng 30 m lắm rồi mà ta

Bye bye mọi người bye bye